Chào các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. And number 2, listen, point and say. Lại lắng nghe, chỉ và nói. And A, in Trần Hưng Đạo Street. Nào có nghĩa là ở đường Trần Hưng Đạo. And B, in Quang Trung Road. Nghĩa là ở con đường Quang Trung. C, at 81 Trần Hưng Đạo Street. Nào là ở số nhà 81, là đường Trần Hưng Đạo. And D, at 9 Quang Trung Road. Nào có nghĩa là ở nhà số 9 ở đường Quang Trung. Và chúng ta có mẫu câu hỏi là where do you live? Nào có nghĩa là bạn sống ở đâu? Và chúng ta sẽ trả lời là I live in Trần Hưng Đạo Street. Nào, tôi sống ở đường Trần Hưng Đạo. I live in Quang Trung Road. Nào, tôi sống ở đường Quang Trung. And C, I live at 81 Trần Hưng Đạo Street. Nào, có nghĩa là tôi sống ở số nhà 81 đường Trần Hưng Đạo. And D, I live at 9 Quang Trung Road. Nghĩa là tôi sống ở nhà số 9 ở đường Quang Trung.